Cô xin chào các con. Chào mừng các con đến với tiết học online môn toán lớp 1. Bài học hôm nay của các con đó là so sánh các số. Tiếp 1. Để học tốt tiết học này, các con cần chuẩn bị cho cô sách giáo khoa môn toán lớp 1, bảng con, bút và phấn viết bảng. Các con hãy mở sách giáo khoa trang 107. Chúng ta bắt đầu tiết học nhé. Bài học này các con sẽ được trải nghiệm qua 3 hoạt động. 1. Khởi động. 2. Khám phá. 3. Luyện tập. Hoạt động khởi động sẽ được bắt đầu bằng trò chơi. Xây nhà cho thỏ. Các con biết không, cũng như các con, các chú thỏ đều mơ ước có một ngôi nhà hạnh phúc cho riêng mình. Vậy, các con sẽ giúp các bạn thỏ xây nhà nhé. Nhưng, làm cách nào để giúp các bạn thỏ xây nhà bây giờ? À, cô có 4 điều ước. Mỗi điều ước là một bông hoa. Khi thực hiện yêu cầu trong mỗi bông hoa là các con đã xây được cho thỏ một ngôi nhà rồi đấy. Cô mở bông hoa thứ nhất. Các con cho cô biết số tiếp theo trong dãy số 27, 28 là số mấy? A 29, B 26. Các con suy nghĩ nhé. Chắc các con không phải suy nghĩ nhiều đâu. Các con sẽ dễ dàng nhận ra số tiếp theo trong dãy số 27, 28 chính là số 29. Đáp án A. Như vậy là các con đã xây được một ngôi nhà cho thỏ rồi đấy. Mình sẽ đem ngôi nhà này tặng cho bạn thỏ nha. Chú thỏ đã nhận được một ngôi nhà rất là đẹp, phải không các con? Chúng ta tiếp tục thực hiện xây nhà cho thỏ qua điều ước trong bông hoa thứ hai nha các con. Các con hãy thực hiện phép tính 90 trừ 40 xem kết quả bằng bao nhiêu nhé. A 50, B 40. Các con đã tìm ra đáp án chưa nào? Xin chúc mừng các con có kết quả phép tính 90 trừ 40 bằng 50. Đáp án A. Và ngôi nhà thứ hai đã được xây dựng. Mình đến cho ngôi nhà này cho bạn thỏ nha các con. Chúc mừng bạn thỏ nha. Bạn đã có một ngôi nhà thật xinh xắn. Mình tiếp tục thực hiện điều ước với bông hoa số 3 nha các con.
tìm số chỉ số lượng các quả có trong hình ảnh trên. A 60, B 50. Đáp án của các con là gì nào? À, cô thấy các con đều chọn đáp án B. Các con đã trả lời rất chính xác. 50 là số chỉ số lượng các quả có trong hình. Và như vậy, ngôi nhà quả bí ngô đã được các con xây dựng cho bạn thỏ rồi đấy. Chúc mừng bạn thỏ, bạn đã có một ngôi nhà thật đáng yêu. Bây giờ còn một điều ước thôi, mình sẽ thực hiện để xây nhà cho bạn thỏ còn lại nha các bạn. Theo các con, 67 gồm 60 và mấy? A 7, B 6. Chúc mừng các con đã chọn đáp án A. 67 gồm 60 và 7. Với kết quả chính xác này, các con đã xây được một ngôi nhà thật tuyệt vời cho bạn thỏ còn lại rồi đấy. Chúc mừng các bạn thỏ đã có được ngôi nhà mơ ước của mình. Qua trò chơi xây nhà cho thỏ, cô đã giúp các con ôn lại các kiến thức về các số trong phạm vi 40. Các con được ôn cách đếm, cộng số, đọc số, phân tích tổng hợp các số và thứ tự các số trong phạm vi 40. Bây giờ chúng ta cùng sang hoạt động 2. Khám phá. Trong hoạt động này, các con sẽ được học cách so sánh các số. Cô sẽ hướng dẫn các con so sánh các số bằng cách so sánh số chục, số đơn vị. Bây giờ, cô sẽ dùng các khối lập phương thể hiện các số 14, 17, 21. Số 14 được thể hiện bởi một thanh. Thanh này gồm một chục khối lập phương và một thanh nhỏ gồm 4 khối lập phương. Ta nhận thấy số 14 gồm một chục và 4 đơn vị. Tương tự như vậy, số 17 được thể hiện bởi một thanh. Thanh này gồm một chục khối lập phương và một thanh nhỏ hơn gồm 7 khối lập phương. Ta thấy số 17 gồm một chục và 7 đơn vị. Số 21 được thể hiện bằng hai thanh. Mỗi thanh một chục khối lập phương, hai thanh là hai chục khối lập phương và một khối lập phương rời. Ta nhận thấy
Số 21 gồm 20 và 1 đơn vị. Đầu tiên, cô sẽ so sánh số 14 và số 17. Các con cùng nhận xét với cô. Trong số 14 có 10. Trong số 17 cũng có 10. So sánh 10 bằng 10. Tiếp tục so sánh số đơn vị. Trong số 14 có 4 đơn vị. Trong số 17 có 7 đơn vị. 4 bé hơn 7. Từ đây ta kết luận 14 bé hơn 17 hay 17 lớn hơn 14. Cô và các con sẽ so sánh tiếp số 17 và số 21. Các con cùng quan sát và nhận xét. Trong số 17 có 10. Trong số 21 có 20. Vậy so sánh 10 với 20, ta sẽ thấy 10 bé hơn 20. Từ đây ta kết luận 17 bé hơn 21, 21 lớn hơn 17. Qua các cách so sánh, chúng ta thấy để so sánh các số có hai chữ số, các con sẽ so sánh số chục. Nếu số chục bằng nhau, các con sẽ so sánh số đơn vị. Với cách so sánh trên, các con hãy ứng dụng để tìm số bé nhất, số lớn nhất trong các số 14, 17 và 21. Cô đã hướng dẫn các con ở trên. Ta thấy số 14 bé hơn số 17. 17 bé hơn 21. Do đó 14 bé hơn 17 bé hơn 21. Vậy số bé nhất là 14. Bây giờ chúng ta sẽ tìm số lớn nhất. Chúng ta đã so sánh ở trên và thấy 21 lớn hơn 17, 17 lớn hơn 14. Do đó 21 lớn hơn 17 lớn hơn 14. Vậy số lớn nhất là 21. Chúng ta sẽ nghỉ dẻo leo trong ít phút, rồi mình tiếp tục thực hành luyện tập nha các con.
chúng ta tiếp tục qua hoạt động luyện tập. Cô vừa hướng dẫn các con so sánh các số bằng cách so sánh số chục, số đơn vị. Các con hãy so sánh cho cô các số sau. So sánh số 25 và số 31. So sánh số 39 và số 30. Các con hãy dừng video lại để làm bài nhé. Các con đã làm bài xong chưa nào? Bây giờ cùng cô xem lại kết quả bài làm nhé. So sánh 25 với 31, cô có kết quả như sau. 25 bé hơn 31. Các con hãy nêu cho cô cách so sánh số 25 và 31. Con trả lời rất chính xác. Để so sánh số 25 và 31, ta nhận thấy trong số 25 có 20, trong số 31 có 30. So sánh 20 và 30, ta được 20 bé hơn 30. Vậy 25 bé hơn 31. Tiếp tục so sánh 39 với 30, cô được kết quả như sau. 39 lớn hơn 30. Các con hãy nêu cho cô cách so sánh số 39 và số 30 nhé. À, chúng ta thấy trong số 39 có 30, trong số 30 cũng có 30. Như vậy, số chục của hai số 39 và 30 đều bằng nhau và bằng 30. Tiếp tục, ta so sánh số đơn vị. Trong số 39 có 9 đơn vị, trong số 30 có 0 đơn vị. Ta thấy 9 lớn hơn 0. Như vậy, ta kết luận 39 lớn hơn 30. Các con đã làm bài rất là giỏi. Cô có lời khen tất cả các con. Sau giờ học, các con xem lại cho cô cách so sánh hai số cô vừa hướng dẫn và chuẩn bị tiếp theo so sánh các số tiếp 2. Các con xem trước các bài tập để chúng ta có thể luyện tập thực hành cho tốt nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô xin chào tạm biệt các con.